chào toàn thể anh em yêu chim trên cả nước nói chung và những anh em yêu chim Bành Khuyên nói riêng. Bành Khuyên là một loại chim mà phải nói là một cái vẻ đẹp rất là hài hòa. Em xin phép làm cái video này để chia sẻ cái kinh nghiệm của em đã nuôi chim Khuyên thời gian cũng khá là dài rồi. Anh em có thể tham khảo thêm để có thể biết làm sao để mình nuôi được chú chim có thể líu được, mà líu một cách bền và không phải dùng đến bất kỳ một loại chất kích thích hay là cám kích, cám công gì. Anh em biết là con chim ở ngoài thiên nhiên thì nó sẽ tìm những cái mồi nó cần thiết, nó biết là nó đang thiếu gì trong người thì nó sẽ đi kiếm cái mồi ấy ăn. Nó thiếu cái vitamin gì nó sẽ đi tìm cái loại hoa quả nó ăn. Và khi chúng ta nuôi trong lồng ấy thì nó chỉ cho ăn theo chúng ta thôi, và con chim sẽ thiếu nguồn dinh dưỡng đấy. Anh em không biết thì cứ nuôi mãi nó không thể nào líu được. Đấy là nguyên nhân đầu tiên. Thứ hai là do chúng ta chăm sóc, con chim chưa được sạch sẽ, chưa được vệ sinh và chưa được nghỉ ngơi đúng giờ thì cũng là một nguyên nhân để dẫn con chim nó không thể líu được. Cái việc đầu tiên để chúng ta nuôi được một con Khuyên có thể líu, tiên là chúng ta phải cung cấp làm sao đủ cái nguồn dinh dưỡng cho con chim. Dinh dưỡng đây là gì? Dinh dưỡng đây là chúng ta cũng cho chim ăn hoa quả này, Khuyên thì chúng ta sẽ cho ăn cam, chuối hoặc táo. Anh em nhớ là anh em chỉ cho ăn hoa quả vào sáng sớm anh em nhé. Chúng ta chỉ cho ăn hoa quả từ lúc sáng chúng ta ngủ dậy, mở lồng chim ra và chúng ta cắt một miếng táo hay một miếng chuối nhỏ nhỏ thôi, và chúng ta ăn đến trưa là phải thôi. Và cái miếng hoa quả đấy em cắt làm sao nhỏ, chỉ bằng gọi là bằng một đốt ngón tay mình thôi này, một màu nhỏ thôi. Tại vì anh em có cắt nhiều con chim cũng không ăn hết trong ngày, và trong tình trạng là mình để lâu ấy thì cái miếng hoa quả nó bị lên men, nó chua, con chim ăn vào thì nó sẽ bị đi ngoài, để lâu thì nó sẽ rơi xuống đáy lồng, nó chạm phân, vô tình con chim ăn phải nó sẽ bị đi ngoài, ảnh hưởng sức khỏe của chim. Thứ hai là anh em bổ sung cho nó mồi tươi. Mồi tươi thì anh em có thể là bổ sung dế hay là sâu. Khuyên thì em hay cho ăn sâu thôi, em hay cho ăn sâu quy, còn sâu rồng thì to quá, sâu to quá con chim không ăn được. Hai là dế, nhưng mà Khuyên thì thường là em cho ăn sâu quy nhiều nhất, bởi vì sâu quy thứ nhất là dễ mua, thứ hai là cũng dễ vừa miệng của con chim dễ ăn, và con chim nó ăn sâu quy nó cũng dễ lên lửa. Sâu quy thì anh em cho ăn theo chế độ là đều anh em nhé, tức là mỗi ngày anh em cho ăn khoảng 3-5 con. Còn hoa quả thì chúng ta chia theo bữa. Hôm nay anh em cho ăn quả chuối này, ngày mai cho ăn quả táo này, ngày kia mình cho ăn quả cam này, thì mình cứ đổi như thế cho con chim nó không bị nhàm chán. Khi con chim nó được cung cấp đủ cái nguồn dinh dưỡng vitamin vậy rồi thì nó sẽ tích dung nạp vào trong người dần dần những cái chất vitamin, chất khoáng đấy, và dần dần con chim nó sẽ béo và nó khỏe và nó sẽ có lửa và nó líu anh em ạ. Đấy là về nguồn thức ăn về mồi tươi. Còn về cám thì anh em cũng không quá phải là quan trọng phải là cám ngon hay là cám thật là tốt. Cám chỉ là cơm thôi. Cái chính mà anh em vẫn phải là chăm được mồi tươi với hoa quả cho chim. Tiếp theo là đến phần vệ sinh của lồng và cái môi trường của cho chim. Anh em chăm chim luôn luôn là phải đảm bảo cho chim có cái một môi trường ở trong lồng thật là vệ sinh, phải là sạch sẽ. Anh em phải luôn luôn ở dọn lồng sạch sẽ cho chim. Khi con chim nó được ăn uống một cách sạch sẽ, đảm bảo vậy, thì nó sẽ có một thể lực tốt và nó sẽ căng hơn, sẽ níu hơn. Việc tiếp theo là anh em tắm con nước và tắm nắng con chim. Khuyên này là rất là quan trọng với việc tắm tát, vì Khuyên là một dòng chim rất là ưa tắm nắng. Anh em tắm nước cho chim xong, anh em mang phơi nắng nhẹ một chút vào buổi sáng. Cái việc tắm nắng để làm gì? Tắm nắng là để anh em cho chim nó kích lửa. Tắm nắng là tắm lửa anh em nhé, để cho chim nó lên lửa. Cái việc tắm nắng ấy làm cho con chim nó lên màu lông. Anh em mà phủ áo lồng lâu quá, nhiều quá thì con chim dẫn tình trạng nó bị mất màu. Cái việc cốt lõi nhất là anh em cứ thực hiện theo những gì em đã chia sẻ, và anh em làm cách đều tay, con chim của mình sẽ khỏe và sẽ trở lên sung mãn. Xin cảm ơn anh em. Chúc em thành công.